Kim Thủy mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay cô chú và anh chị có dịp cùng Kim Thủy trao đổi với lại một vị chủ nhân của dãy nhà giá rẻ 540 triệu. Và cái dãy nhà này bên Kim Thủy bao gồm có 15 căn và hiện tại còn có duy nhất có trên dưới còn có 7-8 căn nữa thôi. Nếu mà những cái video trước mà cô chú và anh chị chưa xem kịp á thì hôm nay mình sẽ gặp những cái vị chủ nhân mà hôm nay đã về ở rồi. Ví dụ như Kim Thủy đến tính từ cái mã số á, đó là căn A2 và chị là căn A3 nha. A3. Căn A3 là cái căn mở hàng của bên Kim Thủy luôn á. Cái lúc mà dãy nhà là đầu tiên cũng mới hoàn thiện xong luôn là chị và anh đã chọn cái căn này là căn gốc. Thì thường Kim Thủy sẽ tư vấn là những cái vị trí đẹp nhất, rồi từ từ những cái căn còn lại thì mình cũng sở hữu thôi. Nhưng mà căn của chị là căn đầu tiên á, thử hưởng có cửa sổ rất là mát. Chị đúng lúc đó là em chào về 540. Thì căn mở hàng Kim Thủy có cái bớt cái lọc bớt cái lọc nhỏ để cho anh chị có cái lọc làm ăn. Thì sau này cái dãy nhà này thì còn có mấy căn thôi, bên Kim Thủy vẫn để cái đồng giá đó là 540. Đó, nếu mà cô chú và anh chị quan tâm nhà giá rẻ thì cô chú và anh chị có thể về để mình ở một cái nơi mà có hàng xóm ở thân thiện thế này. Ở đây thì chị thấy có mát mẻ không chị? Em thấy cũng mát ngồi đây từ mát gió mẻ, mát quá trời luôn. Mát. Gió mát nè, xung quanh khu vực thì nếu mà về đây ở cũng thấy cũng yên tĩnh lắm. Cao ráo mát mẻ. Cao ráo. Ồ, trước chị ở quận mấy chị đời đây chị? Em cũng 8. Quên rồi. Quận 8 là đồng hương với cửa của Kim Thủy á. Kim Thủy là ở gần bến xe quận 8. Còn như chị lúc trước chị ở nói là ở bến Phú Định gì không? Không. Ở đâu chị? Em quên rồi. Ở cầu số 2. À, cầu số 2 ở cầu số 2, bên hướng là bên Bình Đông. Bình Đông. Bên đó hướng nó cũng quận 8. Chị qua đây trước chị bán nhà hả? Bán nhà bên kia. Nên anh chị lúc mà cần nhà thì cũng cần một căn nhà giá rẻ phù hợp với tài chính của mình trước. Để sau này mình có điều kiện thì mình đổi căn nhà lớn hơn. Thì anh chị ở đây ở được mấy người chị? Nhà nhỏ nhỏ này nè. 3 người. Nhà mình có 2 lầu, một lầu 2 phòng ngủ thì cũng ở được 3 người cũng thoải mái rồi. Đó, với nhà giá rẻ này 500 mấy thì trên thị trường Kim Thủy còn cái dãy nhà này thôi. Anh thấy khu vực này thì cũng cao ráo rồi nè. Chị đi tới lui thì ngay chỗ đầu đường có chợ, có trường học luôn á. Gần trường học. Dạ. Chị đi thấy thuận tiện không? Thuận tiện. Từ chợ Bình Chánh vào phải không? Từ chợ Bình Chánh vào đường Đinh Đức Thiện, mình đến dãy nhà của mình rồi. Với dãy nhà có 500 mấy triệu thôi là mình có một cái nơi mình ăn cư ở ổn định lâu dài rồi. Và trước cái lúc mà chị mua thì mình có lăn tăn về pháp lý nhiều không chị? Không. Dạ, em cũng chia sẻ rõ chị hiểu phải không? Vâng, với những cái nhà giá rẻ thì mình sẽ xây dựng trên đất thổ cư 100%. Nhà giá rẻ pháp lý như thế nào cô chú và anh chị để lại comment bên dưới và nhắn tin Zalo hoặc gọi điện Kim Thủy để chia sẻ cụ thể pháp lý rõ ràng để cho mình yên tâm mua căn nhà giá rẻ nha. Và nhà công trình bên Kim Thủy nhiều lắm. Thì với công trình này là nhà giá rẻ nhất rồi. Và với những khách hàng mà về đây ở á, như là chị hai về đây ở thì với căn kế bên thì cũng về ở và căn bên kia sắp sửa mấy căn bên đây cả công chứng xong rồi cũng chuẩn bị về ở á, thì cũng còn vài căn nữa thôi cho cô chú và anh chị đón nhận căn nhà giá rẻ. Vâng, ở đây thì chị đi chợ như đi chợ Long Thượng á. Long Thượng gần. Dạ, chị đi chợ Long Thượng là gần nè. Còn muốn đi chợ lớn hơn thì chị có thể đi chợ Hưng Long cũng được. Mình đi theo cái con đường mà chỗ đường Bờ Chùa á, đi thẳng ra luôn là chợ Hưng Long. Ở đây chị lúc nào chị cũng ở ngay nhà hả? Nhà. Đâu có làm. Ở đây là chị hai là sẽ ở nhà thường xuyên luôn, đến cô chú và anh chị và đến xem nhà sẽ gặp chị hai ở đây. Nên cô chú và anh chị yên tâm, Kim Thủy là làm việc là người thật và nhà thật, giá thật. Đó, khi mà làm việc chắc chắn với Kim Thủy sẽ chọn cho mình một căn nhà như ý trên kênh của Kim Thủy. Và nhà Kim Thủy rất là phong phú về cái giá và về vị trí nữa. Vâng, cảm ơn chị hai rất là nhiều. Hôm nay bắt cóc chị hai một chút thôi. Chứ hôm nay Kim Thủy sẽ tập trung về dãy nhà. Vì công việc Kim Thủy cũng rất là nhiều và khách cũng đang đợi. Nên Kim Thủy sẽ tranh thủ review căn nhà giá rẻ hôm nay cho cô chú và anh chị. Để mình đang tìm nhà giá rẻ thì alo Kim Thủy nha. Cảm ơn chị hai nhiều nha. Em đi review nhà đây. Vâng, chúc chị hai nhiều sức khỏe và công việc luôn thuận lợi nha. Vâng, với nhà dài giá rẻ này 15 căn và trên dưới Kim Thủy còn ở khoảng tầm có 7 căn nữa thôi. Vì nhà thì những cái căn nhà bên đây thì Kim Thủy đã chào cô chú và anh chị đã sở hữu trước đó rồi. Và dọc theo cái con đường này vào bên trong thì với những căn nhà bên kia đó, cô chú cũng có về ở căn cuối cùng đó rồi nha. Đã làm thiết kế một cái mái che riêng biệt. Đó, hàng xóm của mình á đến ủng hộ Kim Thủy rất là vui. Và trong thời gian qua làm việc á, được cô chú và anh chị đóng góp ý kiến, từ những cái ý kiến đóng góp chê, từ những cái ý kiến khen
Kim Thủy đều ghi nhận hết để Kim Thủy phát triển bản thân và cả những cái cải tiến về những cái mẫu nhà sau này được hoàn thiện hơn để cho cô chú và anh chị mua căn nhà như ý nhất. Và thì hai vị chủ nhân rất là có duyên đã chọn những cái mẫu nhà giá rẻ bên Kim Thủy. Cô chú và anh chị yên tâm, nhà giá rẻ như Kim Thủy cam kết, có cái việc mà nhà mình không tranh chấp nha, cái đó là việc đảm bảo đầu tiên và pháp lý của mình an toàn, mình ở an cư, ở ổn định lâu dài chứ không có thời hạn nha. Nhà không có thời hạn sử dụng, ở mãi mãi luôn. Và với công trình này mình sẽ có sử dụng là điện nước, điện là Kim Thủy sẽ chia sẻ cái đồng hồ điện, vì đồng hồ điện của mình là cái nhà giá rẻ sẽ có cái sự khác nhau về sổ hồng chung riêng chút xíu. Còn nước thì nước của thủy cục của nhà nước rồi nha, mình yên tâm về nước nè. Và ở đây thì bao gồm có mấy căn thôi, sắp tới chứ cũng còn có vài căn thôi, nên giải nhà này cũng bán rất là nhanh. Cô chú và anh chị nhanh gửi cho Kim Thủy theo số hotline trên màn hình nha. Và ở đây thì Kim Thủy yên lòng cái thứ nhất đó là khách hàng bên Kim Thủy khi mua nhà thực sự rất là hiền, dễ thương. Mình sẽ đón nhận một môi trường sống có những khách hàng về đây ở rất là thân thiện. Đó là thật sự chia sẻ cô chú và anh chị trên video luôn. Đó, con đường phía trước nhà của mình thì tráng bê tông sạch sẽ ở khoảng tầm chắc 3 mét á. Đó. Và khi mà những cái căn nhà còn lại á, Kim Thủy sẽ tư vấn thực tế nhà nào còn ha, để cho mình sở hữu những cái căn nhà đó. Và với dãy nhà này bao gồm 4 căn là còn nè. Đó, 4 căn là còn, còn phía căn cuối cùng kia đã có khách hàng về ở rồi đó. Đó, chuẩn bị về ở rất là đông vui. Và Kim Thủy xin chọn cái căn còn trống để cho mình sở hữu nha. Căn này, vâng, Kim Thủy xin chọn cái căn này cho cô chú và anh chị xem. Thì với thiết kế căn nhà nào cũng giống căn nhà nào thôi nha. Nhà có một cái dàn cửa, đó là dàn cửa 4 cánh nè. Đó, được làm thanh sắt dọc ngang, chắc chắn an toàn rồi. Mình chỉ cần về lên lớp màn nữa thôi để mình tiết kiệm chi phí. Còn muốn an toàn hơn, cô chú và anh chị làm thêm lớp cửa 4 cánh bằng sắt á, hoặc là cửa kéo. Và phía trước có một ánh đèn thắp sáng 6 tấc nữa. Và với cái mẫu nhà giá rẻ như bên Kim Thủy sẽ chăm chút cho ngôi nhà này, đó là gạch ốp tường sạch sẽ hết ở dưới tầng trệt. Và gạch lót nền nhà mình là một đội đá bóng kính kích cỡ là 50x50 nha, tông màu vàng vàng á, dễ thương. Và có một cái bậc tam cấp chỗ này nè, mình có thể tô điểm đó những cái bình hoa hoặc là những cái vật trang trí cho ngôi nhà mình đẹp mắt hơn. Và trên trần là trần lá phong thạch cao, có những đèn dây led nữa đó, và cái ánh đèn nhỏ nhỏ xinh xinh. Và hai bên đèn mét 2 nè đã thắp sáng toàn bộ ngôi nhà này rồi. Với công năng sử dụng căn nhà là một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh nha. Với khoảng không gian phòng khách này cho cô chú và anh chị để bộ ghế sofa nhỏ thôi, để cho dành không gian này để mình nơi để mình có thể xem tin tức, xâm hợp thành viên mình hoặc là nơi tiếp khách. Đó, còn muốn nhà rộng rãi hơn thì mình có thể trang trí tùy theo cách thiết kế của mỗi người. Đó, và căn nhà này thì đầy đủ công năng phòng khách thì thoáng cũng rộng. Và kế bên đây là một gian phòng bếp. Căn phòng bếp này bên Kim Thủy thiết kế có một cái mặt bếp đá hoa cương và cái bồn đi nóc rửa rau, rửa bát. Nhà mình nước thì rất là mạnh, đó là nước thủy cục của nhà nước. Và công trình thì bàn giao không có tủ bếp trên dưới, Kim Thủy xin nói rõ trong video để khi mà cô chú và anh chị đón nhận thì nhà giá rẻ thì để như vậy nó thoáng hơn. Đó, nơi ở đây gạch đất tường sạch sẽ cao hơn và ở đây đèn đầy đủ thắp sáng cho căn nhà của mình. Nơi đây mình có thể để một cái tủ lạnh cũng rất là hợp lý ở khu vực này, và nơi để máy giặt nha. Và căn phòng vệ sinh, với căn phòng vệ sinh này cũng đầy đủ trang thiết bị bồn vệ sinh, bồn rửa tay nhỏ nhỏ xinh xinh, gạch đất tường sạch sẽ. Nhà mình có một phòng vệ sinh thôi nhưng mà sẽ trang hoàng cho căn phòng vệ sinh này đầy đủ những trang thiết bị cần thiết. Và cửa là cửa nhôm xi pha và kính mờ đó, cho cái cửa này nó chống bị sét rất là tốt. Đây là một mẫu nhà giá rẻ mà cô chú và anh chị đang tìm kiếm trong thời gian qua. Những cái tiện ích xung quanh đầy đủ như là cách trường học cấp 1, cấp 2 khoảng tầm 200m thôi. Và 200m này đó là đường tỉnh lộ 85B giao với lại đường Đinh Đức Thiện hướng ra chợ Bình Chánh. Từ chợ Bình Chánh mình vào nhà của mình khoảng hơn 3 cây mấy thôi, rất là gần để mình thuận tiện về tất cả các quận huyện. Mình có một cái nơi mình an cư nhưng mà vẫn ở đầy đủ tiện ích, không thiếu gì cả nha. Và trên lầu nhà mình sẽ có hai căn phòng ngủ đáp ứng cho cái nơi để mình nghỉ ngơi sau ngày mệt mỏi. Và xin mời cô chú và anh chị mình lên lầu tham quan. Căn phòng ngủ đầu tiên của căn nhà giá rẻ với khoảng không gian thoáng này cho cô chú và anh chị nơi để mình nghỉ ngơi, nơi để giường, nơi để tủ quần áo thì rọi rạ thoải mái rồi. Trần thì là trần la phong, có những là tông màu trắng rất là đẹp và sáng nữa. Có một cái cảm giác nhà mình nó thoáng, nhà cái trần rất là cao. Và cửa sổ, cửa nhà mình cũng là cửa nhôm xi pha luôn nha, rất là đẹp. Thay vào những cái công trình trước á, những cái căn nhà giá rẻ thì những cái cánh cửa này nó cũng làm á, thì tiết kiệm rồi. Nhiều khi chi phí mình làm á, không được tốt á, thì nhiều khi cánh cửa nó cũng bị rong tróc á. Nhưng mà cái cửa này Kim Thủy thấy xài rất là bền nè, sơn xi pha nè.
Và khi mình bước ra ngoài hành lang này nha, cho cô chú và anh chị cảm nhận một môi trường sống mát mẻ, trong lành. Và dãy nhà này bên Kim Thủy còn 4 căn hướng Đông Bắc, và đối diện nhà mình là hướng Tây Nam nè, đó chỉ còn có vài căn nữa thôi, cho mình chỉ có còn có vài sự lựa chọn thôi. Còn sau này nếu mà hết dãy nhà này rồi thì bên Kim Thủy sẽ có những dãy nhà với mức giá là 650, 750, nên á mình có nhu cầu giá nào Kim Thủy đều có để cho chào cô chú và anh chị hết á. Và dãy nhà này là một trong những cái dãy nhà mà gần đường Đinh Đức Thiện nhất, hướng ra chợ Bình Chánh á. Và căn phòng ngủ thứ hai, căn phòng ngủ này có những ô thông gió, trần thì cũng rất là cao à, nơi đây mình để một cái niệm, một cái tủ quần áo cũng vừa phải thôi đó, cũng cho một khoảng không gian sống đầy đủ tiện ích đó. Dàn cửa là dàn cửa nhôm sifa luôn, chống bị sét rất là tốt luôn. Và đây là một trong những cái dãy nhà mà được cô chú và anh chị đón nhận rất là nhanh, nên Kim Thủy chỉ còn có vài căn thôi. Cô chú và anh chị thấy phù hợp và đã xem video này, đừng chần chờ nha, gọi cho Kim Thủy theo số hotline trên màn hình. Với dãy nhà giá rẻ này, cho cô chú và anh chị có một cái khoảng không gian đầy đủ công năng, phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh, trên lầu có 2 phòng ngủ. Với dãy nhà này Kim Thủy còn 4 căn là hướng Đông Bắc nè, 1 nè, 2, 3, 4 là còn căn cuối luôn nha. Còn căn cuối bên tay phải bên đây thì Kim Thủy đã bán rồi, hướng là hướng Tây Nam. Với giá của những cái căn nhà này đồng giá nha, không phát sinh thêm chi phí nào cả, đó là giá 540 triệu. Và giá này bên Kim Thủy vẫn giữ cái giá cũ cho cô chú và anh chị, mặc dù bây giờ vật tư đồ giá đất là cũng lên rất là nhiều, nhưng mà được cái may mắn bên Kim Thủy mua đất tại thời điểm trước á, nên Kim Thủy vẫn còn một cái mức giá ưu tiên cho cô chú và anh chị khi mà đã đăng ký và theo dõi bên kênh của Kim Thủy trong thời gian qua, sẽ có một cái mức giá sát nhất từ bên công trình xây dựng bên Kim Thủy. Và với dãy này thì diện tích thì cũng nhỏ nhỏ thôi, với 3,5m dài cho 6m, nhưng mà mình có một cái nơi để mình che mưa che nắng, có một cái nơi để mình an cư lập nghiệp, và cũng là một cái tài sản lớn của căn nhà của mình rồi, cũng là một cái tài sản lớn mà mình đã tích lũy trong thời gian qua. Nên Kim Thủy luôn cho cô chú và anh chị những cái thông tin chính xác rõ ràng, để khi mà làm việc qua Kim Thủy chắc chắn cô chú và anh chị mình sẽ hài lòng về những cái thông tin, và mình sẽ đi xem nhà thực tế chính xác nhà nào rõ ràng căn nhà đó. Và cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều đã đồng hành và đã chọn những mẫu nhà bên Kim Thủy là nơi an cư lập nghiệp. Vâng, sắp tới Kim Thủy sẽ cập nhật thường xuyên những cái mẫu nhà để cho mình có nhiều sự lựa chọn hơn. Cô chú và anh chị thương yêu, cho Kim Thủy một cái like và đăng ký ủng hộ kênh của Kim Thủy. Vâng, chúc cô chú và anh chị nhiều sức khỏe và sớm tìm được những cái căn nhà phù hợp nhất, như ý nhất cho mình. Và với dãy nhà giá rẻ này, Kim Thủy chúc cô chú và anh chị sẽ là chủ nhân của những cái căn nhà còn lại này. Và xin chào cô chú và anh chị, hẹn gặp lại những video mới hơn.